chào các bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc review chuyển việc. Cái cụ thể của công việc, những cái phỏng vấn và các phần liên quan của bạn sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi C90K bên mình. Hiện tại buổi C90K bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ 2, thứ 6 vào lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 14 giờ, à 13 giờ. Mỗi buổi C90K bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty để đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các vấn đề thắc mắc các vấn đề liên quan các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi C90K bên mình. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ số điện thoại 0362068058 để tư vấn cụ thể hơn. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc, bạn là làm việc tại Tokyo. Nội dung công việc các bạn sẽ làm về văn phòng hỗ trợ du học sinh người nước ngoài về các vấn đề liên quan trong cuộc sống hoặc là các vấn đề liên quan đến visa. Thời gian làm việc của bạn sẽ từ 9 giờ đến 18 giờ, mức lương khởi điểm của các bạn sẽ từ 20 man cho đến 40 man tùy theo năng lực của các bạn. Vì là hỗ trợ người nước ngoài nên là yêu cầu các bạn tiếng Nhật, các bạn giao tiếp thành thạo và các bạn có thể biết được tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Trung Anh hoặc là các tiếng khác các bạn sẽ được ưu tiên. Nếu các bạn quan tâm hãy liên hệ số điện thoại 0362068058 để tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.